Xôm chùn rương phnom bà giọng cổ. Chia dư luân nà mộc hỡi, nâu bà tích khmai miên sạch mùi ổn bà niêm bà bát bà giọng. Miên bà rì đùm nà nâu lơ chua phnom đoàn rách, truồng miên bà á kẹm hè xây bà niêm niêng sọ cổ ụ. Bà niêng bà cọp đôi bà rụp chôm bà phẹ lọ bà mềm bấy, xâm bòl plư thla đôi niêng tiệp thị đá, khlên cổ ụ xài chanh chung vinh bà cái mùi dội. Kể tì dô, ni lập bay xót xài đôi bà chào xìm. Đại xiếm có chặn một nụ mẫu sớp ổng kết bàn đăng bật bật gọt thá. Bởi niên chia một chạc sát trầy đọc sọt sát, chia sợi bò rị bộ đôi lại khả nạ lọ cực dàng. Đại xiếm có rộng bài có chôl mẫu cha bởi niên dốt tàu đầm bay chia kết tử dụa bật tích luôn. Đại bài giống truông triệp ca đổi chân nét, có nâm bởi mẹ hệ xây bộ sợi xe nôm krom cá, nâng bộ xe nà tiền ọ cho xâm pâu phía bởi niên, riêng chanh chôl đầm nạ tiền dụng bơ xâm pâu tàu tư ạc nề. Tại môn nâng riêng chanh truông lợi hát bỏ nôm đã lơ bởi xe ra xa, xa cha bọn tê và đá rẻ xa tực thá. Xôm ôi xâm rạch xích đầy bà thân nà bay bà ca kì. Mối, xôm ôi bàn xô khăn đầm nà plâu xa cố. Pí, xôm cầm ôi bụi châu xiêm tạm tuần. Bấy, xôm ôi bàn chua bà tiết cân lên chê tì quập chết. Bà bàn xâm rạch đôi bầm nón nâng câu sọ thoải. Đại bụi bà tây chìa khăn, truông bơ xâm pâu tiền dục tăng tháng ngày. Lúc truông bà mơ mơ khơi thả, chanh mọc bàn chân ngay nà mọc hới, tớp truông nghĩa rê tàu rốt đậm bón muối đậm bay chọn xâm pâu. Chuôn chìa bèl núc cho chúc bọ bọc xâm pâu ở vơ vơ bạc chân cốt, tớp nâu tì núc miên chì mùa thá, phùm bạc chân cốt. Đã xót tháng ngay kì hào khai mọc chìa phùm bạc cốt. Đại truông phấy hơi lợi bệ hoa ẩm biêu bình niêu bọn thả. Xôm ôi bạc chú tiền nịt tấu nâng xén thoái đọc bù ả rẻ tức tiền lại. Kìa nốt cho chú có sáng ngọc sáng ngát ôh mùi rụng bệnh. Lúc tâu ban bẩn tịch tiến có chốc bò dụt ca chót tớp nâu tì nốt miên chú mùa tha phùm còn lên chọn. Ca chốc chót ní cứ đầm bay riêp chom nôm chom nay ả ha xén thoái ả rẻ tức nâng thơ chẳng cô xâm bao chìa thơ mây. Trong đồng bọn đề thoại ở Hà Nội, nâu miên chú mùa chuộp một đo sập ngày thá, phùm xèn bọn. Tiếng bay còn lại ní, nâu không liệt bố, sọc tràm có khe tà kèo. Lúc xâm rạch cách, nâu còn lại nú xâm cục hới, truông có riêng chanh xâm bầu tàu tiết xâm đau tàu tư ác nê đỏ đèl. Lúc tàu đo còn lại mùi xâm bầu có thử lý, truông chạp đâm thơ xâm bầu bẩn đỡ, bậc tàu mục bẩn đỡ. Trong còn lại nú chuộp chú mùa rổ hôn một đo sập ngày thá, xâm bầu thử lý. Bạc bản tịch tàu tiết, đo cần lên mùi khơi đầy miệng đọc sắp bầu trở ơn cọ bòi sắp bầu nô, mọc chọc sắp bầu đều thịa. Trong cần lên nô chụp chung mùa mọc đo sắp ngày thá, phùm bệ sắp bầu. Hơi bầu sắp bầu thua đầm nơ to tàu tiết đo cần lên mùi bệ niêng sọ cỏ ốm. Trong cờ tục bùi bệ tây trơn bỏ cá, nà mùi ôm pi ca thua đầm nơ đều chạy tới chung ngay tàu rốt ti sầm nạng bình khớnh. Mày giang tiết ôm pi bụi xìm thá mọc chạy kê tam tuân bụng khá. Bên nhanh truông ổch thúp nè mắc ca bọn xoắn đoàn ả rẻ tức ả rẻ cốt nâng nẹ ta bây phân nôm krom thmo xóm ti cần lên thả. Xôm ổch bán chuộp cần lên sọc bọt sớ, xôm ổch cho xìm, chất ả bây bà ra cháy vịt nẹ khăn nông xa cổ. Trong cần lên đeo bên nhanh ổch thúp bọn nụ chụp chú mua rổ hôn một đoàn sọc thang ngay hào thá, phùm ổn luồng tiền. Vị thi nè mắc ca ổng biêu vinh niêu rộng bọc bệnh niêng nốt ban xâm rạch đôi dịch đầy bạc thân nà mền. Cứ xâm pâu sát đại xiêm đẹp ban bình chún bồn chùm nuôn mùi xe nẹ cổng buông tam scan ơ rô bệnh niêng nốt. Có chú hợp lâu khăn nia đôi xâm pâu sát đại bà giống chanh tộc này kháng kết. Xâm pâu bụi bồn xiêm chanh tộc này kháng lệnh. Còn đèl bệnh niêng bọn xoăn ơ rùi hới. Xâm pâu sát đại bà giống có nghĩa xâm đáu tàu tư nè rợt đầy bẩn tịch. Bọn tư áp bình nốt xâm tè miên cho chú giang kháng bọ bọ xâm pâu xiêm tích tì lịch luông xâm ọ bụi bồn nọc nông mà hà xà cổ. Trong cần lệnh nốt miên chú mùa thá phùm xèn luông chếp rô hôn mặc đo sập tháng ngày kì hào khai mâu chía phùm xân luông vĩnh. Trong nay xâm pâu đạch bày giống ca bà lươn trong tàu tư nè rạch đấy truông tốt khơi có nâng phân nôm chế tràn. Bà ông có chô tàu bò dụt ca chọt xâm pâu nâu kê bè có mũi đạch dương lăng lực có nô đầm bấy rô ti cần lệnh đo xóm cua nâng ai rô nâu bận đo xoan bàn.
ព្រះអង្គទតឃើញកន្លែងល្អល្អជាច្រើនដែលគាត់ព្រះទ័យក៏ឲ្យពួកពលជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចាញ់ពីសំពៅនៅព្រះអគ្គមហេសីយាងចូលទៅក្នុងព្រៃច្រកភ្នំហើយចតសំពៅនៅត្រង់កន្លែងនោះក្រោយពីស្ដេចនិងព្រះនាងព្រមទាំងព្រះរាជបរិវារលើកគោផុតភ្លាមផ្ទៃមេឃក៏ងងឹតបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងផ្គរយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់តែរន្ទះបាញ់សំពៅក្រឡាប់លេចនៅទីនោះត្រង់កន្លែងនោះជាប់ឈ្មោះថា ភ្នំរន្ទះបន្ទាប់ពីនោះស្ដេចបាយ៉ង់ចេះតែខំស្វែងរកទីឋានដើម្បីបានសង់ព្រះរាជដំណាក់ស្នាក់អាស្រ័យគ្រានោះទ្រង់បានជួបទីទួលមួយខ្ពស់ល្អគួរជាទីរីករាយក្រៃពេកក៏ទ្រង់ធ្វើព្រះពលាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះលុះស្ដេចស្នាក់នៅបានស្រួលបួលហើយក៏ទ្រង់សំណេះសំណាលជាមួយព្រះអគ្គមហេសីអំពីសេចក្តីកំសត់ទុកវេទនារបស់ព្រះអង្គតាំងពីដើមទីមកព្រះនាងទ្រង់រំលឹកព្រះរាជាអំពីរឿងដែលទ្រង់បន់ថានឹង ព្រះកេះក៏សក់ថ្វាយអារ្យទឹកនោះពេលនេះព្រះអង្គត្រូវតែដាក់ព្រះកេសាលាបំណន់ក្នុងវេលានេះឯងស្ដេចបាយ៉ង់ទ្រង់ក៏ព្រះកេះថ្វាយអារ្យទឹកដូច្នេះបានជាប់នាមថាស្ដេចបាយ៉ង់កោ ហើយទីទួដែលទ្រង់ធ្វើព្រះពលានោះជាប់ឈ្មោះថាភ្នំបាយ៉ង់កោរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃស្ដេចបាយ៉ង់កោទ្រង់គង់នៅលើភ្នំនោះជាមួយព្រះនាងសក់ក្រអូបជាព្រះអគ្គមហេសីបានសេចក្តីសុខជាង1ឆ្នាំព្រះអគ្គមហេសីទ្រង់ក៏មានព្រះគួរ លុះគ្រប់ទស្សមាសទ្រង់ក៏ប្រសូតបានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមថាព្រះបាទដៃខ្លីព្រះរាជបុត្រនេះពិតមែនតែមាននាមព្រះបាទដៃខ្លីតែទ្រង់មានព្រះសរីរៈអវយវៈពេញលក្ខណៈល្អទាំងអស់ ជាព្រះរាជកុមារក្លាហានអង្អាចរូបឆោមក៏ស្អាតស័ក្តិសមល្អឥតខ្ចោះនាំឲ្យព្រះវរបិតាមាតាសពព្រះទ័យក្រៃលែងតាំងពីស្ដេចបាយ៉ង់កោនិងព្រះនាងសក់ក្រអូបភះព្រះអង្គគង់នៅកោះនេះមកពុំដែលមានលេចឮដំណឹងអំពីស្ដេចសៀមបន្តិចសោះ ព្រះអង្គគង់បានសុខសប្បាយឥតមានទុក្ខភ័យនឹកនាដល់ស្ដេចសៀមមកដល់ទីនេះឡើយ ក្រោយមកស្ដេចសៀមក៏រូតកលល្បែកដើម្បីយកព្រះនាងសក់ក្រអូបឲ្យទាល់តែបានក៏រៀបចំរោងល្ខោនដ៏វិសេសនៅលើសំពៅហើយជ្រើសរើសយកពួកមន្ត្រីរាជការជាច្រើនរូបដែលឆ្លៀសវ័យក្នុងល្បែកស៊ើបការផ្សេងៗព្រមទាំងរេពលជាច្រើនទៀតបញ្ជូនសំពៅសំដៅទៅទិសទក្សិណដើម្បីស្វែងរកព្រះនាងសក់ក្រអូបម្ដងទៀតពួកមន្ត្រីពួកល្ខោននិងពួកទាហានទាំងអស់គេបានពិភាក្សា គ្នាដឹងកិច្ចការជាស្រេចដោយគេយល់ថាស្ដេចបាយ៉ង់កោនិងព្រះនាងសក់ក្រអូបប្រកាសជានៅក្នុងកោះមួយឯនីសមុទ្រគេក៏ចាញ់សំពៅជាច្រើនថ្ងៃច្រើនយប់សំដៅទៅដល់កោះនោះហើយក៏បោះយុទ្ធការចតសំពៅនៅជិតឆ្នេរកោះដែលស្ដេចបាយ៉ង់កោគួងស្នាក់អាស្រ័យនៅចម្ងាយប្រមាណ12សិនប៉ុណ្ណោះត្រង់កោះដែលពួកសៀមចតសំពៅនោះជាប់ឈ្មោះថាជើងប្រជុំតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគេហៅខ្លាយមកជាជើងកញ្ចុំ ឯពួកពលសេនាសៀមកាលដែលបានជន់សំពៅបោះយុទ្ធការស្រួលហើយគេក៏ដាក់ឈើធ្វើជាស្ពានតពីសំពៅរបស់គេមកភ្ជាប់នឹងកំពួងនៃកោះនោះហើយក៏តាំងរៀបពិធីលេងល្ខោននៅក្នុងសំពៅរាល់យប់មនុស្សប្រុសស្រីដែលនៅលើកោះទាំងប៉ុន្មានដោយពុំដែលបានមើលអ្វីឲ្យសប្បាយសោះនោះក៏នាំគ្នាទៅមើលល្ខោនយ៉ាងកោះកក ហើយបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងប្រសើរអំពីពួកពលរាជការសៀមលុះលែងយូរៗទៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយរបស់មនុស្សនៅលើកោះក៏កើតមានឡើងដោយសារសិល្បៈរបាំរបស់ស្ដេចសៀមបណ្ដាលឲ្យអ្នកកោះនិងពួកពលសៀមស្និទ្ធស្នាលគ្នាយ៉ាងប្រពៃចំណែកពួកសៀមខាងសើបការក៏យកការបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាស្ដេចបាយ៉ង់កោពិតជាស្នាក់នៅក្នុងកោះនេះមែន អ្នកមើលល្ខោនទាំងប៉ុន្មានកាលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏នាំគ្នានិយាយអួតសរសើរអំពីស្រីរបាំនិងពួកល្ខោនដែលចេះរួមយ៉ាងទន់ភ្លន់និងអំពីការរៀបចំទទួលភ្ញៀវយ៉ាងប្រសើររបស់ពួកគេ ឯពួកភីលៀងនិងពួកពលសេនាស្ដេចបាយ៉ង់កោដែលបានទៅមើលល្ខោនជាមួយអ្នកកោះនោះក៏នាំគ្នាមកក្រាបទូលស្ដេចបាយ៉ង់កោនិងព្រះនាងសក់ក្រអូបរៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានទៅមើលល្ខោនថ្ងៃមួយព្រះនាងអត់ទ្រាំនឹងសេចក្តីសប្បាយរីករាយនេះពុំបានដោយពួកភីលៀងចេះតែក្រាបទូលញឹកញាប់ពេកព្រះនាងក៏ក្រាបទូលព្រះស្វាមីចង់ទៅមើលល្ខោននិងគេឲ្យបានឃើញម្ដងព្រោះពួកភីលៀងនិយាយថាល្អមើលណាស់ស្ដេចបាយ៉ង់កោទ្រង់ក៏ន
ព្រះនាងក៏ទុកព្រះរាជបុត្រឲ្យនៅជាមួយពួកភីលៀងក្នុងព្រះរាជដំណាក់ព្រះនាងយាងចេញទៅស្រង់ទឹកនៅមាត់កំពង់លុះស្រង់រួចហើយក៏ទ្រង់គ្រឿងអលង្ការមានបរិវារប្រុសស្រីជូនព្រះរាជដំណើរទៅទួលលខោន លុះចូលទៅដល់ពួកមន្ត្រីនិងសេនាសៀមបានឃើញក៏ស្គាល់ថាព្រះនាងសក់ក្រអូបជាព្រះហេសីស្ដេចបាយ៉ង់កដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរកនោះឥឡូវព្រះនាងបានចូលក្នុងឧបាយកលរបស់គេហើយពួកគេក៏បានរៀបចំបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងគួរសមចំពោះព្រះនាងនិងបានរចនាអាសនៈយ៉ាងវិចិត្រសម្រាប់ព្រះនាងកាលព្រះនាងគង់បានស្រួលបួលហើយគេក៏ប្រគំបទភ្លេងមួយយ៉ាងពិរោះឈ្មោះថាបទលោមនាង រួចគេប្រគំបទជើទៀនជាកិច្ចបើកឆាកលខោនរបស់គេជាលំដាប់ហូហែអារម្មណ៍របស់ព្រះនាងបានដិតជាប់នៅក្នុងសាច់រឿងនិងបទភ្លេងដ៏ពិរោះនៃតួអង្គលខោនចំណែកពួកសៀមដែលគេបានរៀបចំរួចជាស្រេចនោះគឺគេណាត់គ្នាជាចង្វាក់ស្គរនិងទំនុកច្រៀងសំពៅរបស់គេគេបានចងខ្សែយុទ្ធការមួយនៅទិសឦសានចម្ងាយ 6-7 សម្រាប់រវៃសំពៅថយកន្លែងនោះជាប់ឈ្មោះថាភូមិយុទ្ធការលុះគេដឹងថាព្រះនាងកំពុងតែជាប់ព្រះទ័យយ៉ាងមុតមមចំពោះសាច់រឿងនិងបទភ្លេងគេក៏ប្រគំបទភ្លេងមួយហៅថាបទស្រាវខ្សែយុទ្ធការ ហើយគេក៏ប្រគំបាត់ភ្លេងមួយទៀតឈ្មោះថាបាត់សំពៅថយរួចគេចាប់រវៃខ្សែយុទ្ធការហើយសំពៅក៏ចេះតែថយចាញ់បន្តិចម្តងបន្តិចម្តងឯព្រះនាងសក់ក្រអូបព្រមទាំងភីលៀងឥតដឹងថាសំពៅថយចាញ់សោះឡើយកំពុងជក់ព្រះទ័យនឹងលខោននោះក្រៃលែងសំពៅក៏ចេះតែថយចាញ់ឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅទើបព្រះនាងនឹកចង់វល់ទៅព្រះរាជដំណាក់វិញ លុះទ្រង់ងាករកផ្លូវចាអាសនៈលខោនស្រាប់តែឃើញសុទ្ធតែទឹកលហលហាវរកកោះត្រីពុំឃើញព្រះនាងក៏ស្រឡាំងកាំងភួនភាំងញើចំប្របកណ្ដាលមហាសាគរព្រះនាងទ្រង់នឹកឃើញដល់រឿងដើមកាលដែលរត់ពីភ្នំដងរែកដើម្បីឲ្យផុតពីកណ្ដាប់ដៃសៀមឥឡូវគេចមិនផុតត្រឡប់ជាវិលមកចូលក្នុងឧបាយកលរបស់សៀមទៅវិញ ទ្រង់ក៏ព្រះកន្សែងដោយក្រៀមក្រំថាអូថ្ងៃនេះហើយដែលខ្ញុំត្រូវព្រាត់ប្រាសពីស្វាមីកំសត់និងបុត្រជាទីស្រឡាញ់ឯពួកសៀមគេច្រើនអស់ពួកភីលៀងរបស់ព្រះនាងសក់ក្រអូបឲ្យចុះក្បួនត្រឡប់ទៅវិញគេយកតែព្រះនាងមួយអង្គទៅតែប៉ុណ្ណោះលុះពួកគេបានព្រះនាងហើយក៏នាំយក ទៅថ្វាយស្ដេចសៀមស្ដេចសៀមត្រេកអរណាស់បានឲ្យរង្វាន់ខាន់ខៅយ៉ាងច្រើនដល់ពលសេនាទាំងនោះស្ដេចសៀមបានយកព្រះនាងសក់ក្រអូបមកគង់ក្នុងប្រាសាទដោយឡែងហើយឲ្យពួកស្រីស្នំក្រមការនៅចាំបម្រើព្រះនាង ចំណែកឯស្ដេចបាយ៉ង់កកាលបើទ្រង់ជ្រាបថាពួកពលសៀមនាំយកព្រះអគ្គមហេសីទៅហើយព្រះអង្គក៏កើតទុក្ខសោកសង្រេងក្រៃលែងទ្រង់មិនចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ទឹកព្រះនេត្រហូរជាប់ជានិច្ចទ្រាំរស់នៅជាមួយព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គទ្រង់គង់គយគន់ទៅមហាសាគរស្ទើរតែបែកព្រះនេត្រតែមិនបានឃើញអ្វីក្រៅពីទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយនិងរលកបោកបែក ការត្រែងនោះឡើយទ្រង់ងាកមកមើលលើកោះវិញក៏ទ្រង់ឃើញតែរុក្ខាលតាវัวដែលសតតែជាធម្មជាតិរស់រវើកហាក់ដូចជាចង់ជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកំសត់អើយកំសត់អ្វីម្លេះបងស្រណោះណាស់កាលបងនាំអូនរត់ឲ្យផុតពីដៃសៀមឥឡូវមិនផុតគង់ភ្លាត់ស្នៀតធ្វើឲ្យបងទីមទៀមនៅម្នាក់ឯង ចំណែកព្រះនាងសក់ក្រអូបដែលគង់នៅក្នុងប្រាសាទមួយតែព្រះអង្គនោះមានព្រះភ័ក្រស្រពើបស្រពោនជានិច្ចទោះបីស្រីស្នំក្រមការខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើផ្គប់គុណយ៉ាងណាក៏មិនស្រាក់ស្រានពីសក្តីទុកដែរប្រាសាទធំល្វឹងល្វើយតែហាក់ដូចជាចង្អៀតរោគផ្លូវដើរគ្មានមួយថ្ងៃៗព្រះនាងតែងគង់អើតាមបងអួយខាងត្បូងជានិច្ចសម្លឹងរោគមើលក្រែងបានឃើញមនុស្សដែលព្រះនាងធ្លាប់ស្គាល់ ស្ដេចសៀមឲ្យទាហានយាមទ្វារជានិច្ចមិនឲ្យព្រះនាងចេញទៅណាបានឡើយព្រះនាងក៏ទុកសោកសង្រេងរាល់ថ្ងៃនឹកឃើញព្រះរាជបុត្រតូចជាទីស្រឡាញ់និងព្រះស្វាមីជាគូកំសត់ ច្រើនឆ្នាំក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់ដៃខ្លីក៏មានវ័យវឌ្ឍនាការចម្រើនធំឡើងសួរព្រះបិតារោគព្រះមាតាដែលមិនបានឃើញទាល់តែសោះស្ដេចបាយ៉ង់កក៏ប្រាប់ព្រះរាជបុត្រតាមដំណើររឿងគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គក៏កើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងសូមលាព្រះបិតាទៅតាមរោគព្រះមាតាយកមកវិញឲ្យទាល់តែបាន ព្រះបិតាក៏មានព្រះបន្ទូលថាបើបុត្រទៅតាមរោគព្រះមាតាបុត្រទៅដៃទៅទេពុំបានឡើយ
tua bót yok mặt đai mọc vinh con đang bà yut khanhia kháng plâu sang kriêm chia bông khan đôi chân nẹ bót gom áo tàu ấy chăm bay đá kèn xe ná ở đây bùa lõi bàn tàu cầm đỏ bà miên à xoan mọc đọt côn ai đọc luận bán tớp sạch bà yong có truông chưa hơi rơ mần nụ đẹp khla hàn xa mạ chất chô thua chia bùa xe ná bàn chồng nuôn hơi rập mượn nè ỏi mọc bà chôm nào cần lệnh mũi tăng xa muôn vị chia cá hát riêng muôn à côm kia thá nâu tí bà liền mùi tớp nâu tí nụ chụp chú mùa thá xe chòm bùa rô hốt mọc đọt sọp ngay nì lúc trông dùa tha bàn ca là môn chế tì quập chật hới tớp trông ôi phẹt bạn đại khlê chìa bà đề chật bót cho xâm phấu tàu tam plâu trường tức xâm đau tàu tư bìa dũm ôi phê lô rô viêng bây xa bà đà tớp tàu đó prông đèn xìm bà ông mà chạc đại khlê có cho xâm phấu nâu cầm phuông này có mùi đèn miễn đèn đầy chuộp nâng prông bà tuôn xìm là môn riêng chô tàu sọc xìm bàn đôi bàn bôn một hơi tha bà ông đại khlê bất mên miên bà niềm tha đại khlê tê bà ông miên bà hoa lõ miễn bà rụp xa xong hà của chế tì bật bà rụp mờ mờ này bộ sợi sợi cỏ mống bà ông bàn bà đám bộ tiền ọt thá xôm lâu trăm xong bầu nâu tì này chó dương tâu tè mà nè anh bàn hời mình cầm nọt thà thằng ngày nà nâng mộc vinh tế lúc ra tài dương bàn xong rạch tam xịt đầy bà thân á tư bà lọp mộc xong bầu vinh bà ông có thua đập nơ tọt đo lòng xìm khăn ông bà tây chá tài kết bận đờ thá bờ sân bàn chụp nâng bà miệt đá bà hèl chia mình xô bà phía lục tiền chấm nay bà miệt đá vinh có bà hèl chia mình xô tu bà bằng cùng đầy cướp chuôn chết ngày mùi bệ bạn đại khai cầm phương tê xâm lăng mơ nhây mơ ái sạp tệ bàn chua bỏ tiết bệ niên sọ cổ ốp chia bệ mẹ đá đè quang trong bằng uối bà xa tốt mơ mọc hàng cao tê mùi bệ ổng ánh tê truông mình xuôn chia bệ mẹ đá sọ truông cực tha chia sợi xiêm miên rụp chôm xa sạp bằng prống mốc mùi cổ lõng đôi buông chẳng bỏ bố mất cổ hôm cháu cua chia tì sọ lãnh có miên chất bỏ tiết bốt có truông bố bìa bình chất bình chiêng ôi bệnh niên đôi sức đầy sân này hà ai bệnh niên sọ cổ ốc vinh mình xuất thà bỏ mẹ ní chia bệnh rì chế bọt ở bọt truông lời cực thà chế bỏ xìm sọt sát có cớt chất bỏ tệ bọt giang khlang rổ hốt đọt bàn bộ bia xâm đầy chai chọn tam thâm đà rổ bọt sật rây nâng bỏ rò bệnh niên bàn phát đam bệnh ông thà đọt bệnh bỏ lúc thông chăm bệnh ông mộc mà đoàn tiết bệnh niên nâng cho bi bà sát mộc chăm lâu bệnh niên bàn bệnh chế tiệt thà tì ní sáng lọ ná ạc miên mà nụ chanh chô nhận nhọc tê bà ông bà cha miên sức đầy sân này hai chiếc khlang hơi truông cực thá anh chong con cầm mông xiêm ni ỏi bán hơi nâng bụng rớt dốt niêng tàu túc nâu xâm bầu sấn xâm đơ rụ miệt đa bần to tàu tiền lúc đó bê bà lục thông bà ông bà cha nú có trò lọp mô bà sát vinh tam bần đam bà niền bà niên có tranh một chút nôm khanhia lăng tàu bà rịch đầm ná nẹ tăng bì có nị dây xâm nè xâm ná luông lôm khanhia đôi sức đầy xâm nè hà bàn bà rực xâm môn ôn thạc có nâng khanhia hơi có nôm khanhia ruột tranh bì bà đầm ná xâm đào tàu cầm phuông chế tì chọt xâm phâu lúc mọc đo xâm phâu bà niên xuân à mát chìa krom nhiệt chìa nẹ bàm rớ nẹ tăng nu có phía khluôn hơi xa xua khanhia tàu vinh tàu máu có bàn đăng chìa bà tha bà rì chụp bọt bà niên có chìa đẹp tha bộ rõ ni chìa bà rì chụp bọt chìa tì cầm xót đeo bà niên bà cha cho mọc ở rì dạ ca chiêng đọc chân nằm ở hời bà mẹ đa nâng bà rì chụp bọt có dùm ọp khanhia đôi sức đầy nâng rồi lợi giang xen cầm xót ai sức đầy xin này ha đôi tàn là ha có rù liê bàn khăn ông bê nục miền xót bà rì chụp bọt có miền sức đầy rần thốt nhộp nhua chìa phần lực chom pô âm pơ bùm cọp bấy đeo truông bàn thuơ chom pô bà mẹ đa tua chìa bà mẹ đa ọt tô giang ná có mình ngóm dịch đầy nhộp nhua nụ lời bộ bộ xe ná ca bởi bàn bà niên hơi có nôm khăn bảo xâm phâu giang lươn ạch miên bằng ông chú tàu can bà rì đầm ná bà bàn bà giông cò vinh bây sắp đa cơ màu xâm phâu gặp bàn mộc đó bà rì đầm ná đạch bà giông cò nâng bà niên sọ cỡ ốp bàn mộc chuộp chung khăn đôi dịch đầy rì rì nâng đôi dịch đầy sau xong rình tùng cư sắp xua đôi dịch đầy nực rực lực bẩm phận ការបើបានជួបព្រះផស្សដាជាទីស្រឡាញ់ហើយព្រះនាងក៏ក្រាបបង្គំទូលរៀបរាប់តាមដំណើរថាគេនាំយកខ្ញុំម្ចាស់ទៅឲ្យនៅក្នុងប្រាសាទមួយតែអង្គឯងមានពួកស្រីស្រីនៅកំដរចាំបម្រើគ្រប់ពេលវេលាគ្មានស្ដេចសៀមឬកំលោះណាមកបៀតបៀនខ្ញុំម្ចាស់ទេពេលដែលបុតយើងទៅដល់ខ្ញុំម្ចាស់មិនស្គាល់ជាកូនរបស់យើងសោះនឹកស្មានថាជាប្រុសកំលោះមកពីណាចំណែកបុតយើងវិញក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំម្ចាស់ជាមេដាដែរពេលបានជួបគ្នាក៏កើតចិត្តប្រតិ
ពីព្រះនាងហើយសូមព្រះស្វាមីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំម្ចាស់ព្រមទាំងបុត្រផង ស្ដេចបាយ៉ង់កត្រង់ជ្រាបហេតុសពគ្រប់តាមពាក្យទូលនៃព្រះនាងហើយត្រង់ក៏អត់មានខ្ញាល់អ្វីឡើយដោយព្រះអង្គត្រង់ពិចារណាថាធម្មតាម្ដាយនឹងកូនទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុំកប់បីយ៉ាងនេះដែរនេះគឺមកពីហេតុមិនស្គាល់គ្នាបានជាហ៊ានប្រព្រឹត្តអនាចារយ៉ាងនេះរឿងនេះស្ដេចបាយ៉ង់កព្រះអង្គមានសន្ទិសសង្ស័យក្រែងលោព្រះរាជបុត្រមានបាបកម្មធ្ងន់ធ្លាក់ដល់អបាយទើបព្រះអង្គឲ្យហៅអ
ียนการเปียเวรีเต่าจีดขังหมกลูกจมนมปีกรัวเทียบเมื่อแฮดพอลสับครบเต่าเกาะบ้านวินิจฉัยสำไรท้าเต่าตาออยประดิจบอตตัวตัวหนักแกมคือเต่าจีสระออยบ้านจมนวนมวยปวนมวยอ่องได้ใบยองก่อก่อตรวงจัดออยปวนก่อมวยปวนมวยเนี้ยออยช่วยจีสระประดิจบอตได้ลูกจีรุ้ยเกิดบานเจริญเฮยก็ตรวงจัดแจงเพื่อบอลฉลองเฮยประดิจบดตรวงอัตถานธาสระอองเตียงมวยปวนมวยได้เจริญนาได้ขยมก่อสังนี้ขยมโซมอดตื้อตกเชียประโยชน์ดอลสัตตานิกอดับใบหนังบานตึกประตอโตดอรับนะสระอองนี้เล่นดอกตึกเฮยได้ดอกเรียบสมาลังเวงโดยธรรมดาดอรับนุโซมอ้อยตัวบักขยมโรเลียอ่ะเฮาเสกามตื้อเฮ็ดนี่เฮยบานเจริญขนมแค่ตะเกลเตียงมูลเมียนตีกันแรงแดลเมียนชมูธาอองอองเชิญนะโดยเจียอองรุกาอองสังเจียเดิม